Thưa quý vị, khi hạ tầng giao thông nông thôn phát triển, đường liên ấp liên xã được bê tông hóa mở rộng. Theo đó, số lượng phương tiện giao thông cũng gia tăng nhanh chóng. Nhưng ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân chưa cao, dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông ở khu vực nông thôn. Đường cong, cua gấp, nhiều lối rẽ. Đây là đặc điểm quen thuộc của nhiều tuyến đường nông thôn. Tuyến đường suối Nghệ Đáng Lớn, mỗi ngày lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông, đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Đoạn đường này có nhiều khúc cua, trong khi đó các phương tiện giao thông thường chạy với tốc độ cao. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ va chạm giao thông. Mới đây nhất là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe máy và xe ô tô vào chiều ngày 7 tháng 8, khiến một người tử vong. Trước kia thì tai nạn nó cũng xảy ra thường xuyên nhưng mà nó cũng nhẹ, nó không lấy nổi. Có đợt này là tai nạn mới chết người là lần đầu tiên cái cả ở đây đó. Nói chung khúc đường này thì ống cua nó ngoặt quá. Nhưng mà có biển báo hay là mình có thể là mở rộng ra được một tí nữa thì dù tai nạn nó sẽ đỡ hơn nhiều. Con đường này nói chung nó lưu thông nhiều tại vì cái đường liên xã này nè. Ngã ba này ở trên này đâm ra, ở dưới kia lên nó khuất lắm. Cái tầm khuất, cái tầm quan sát của người ta rất là hạn chế. Nên là cái ngã ba này nếu mà mở rộng ra được nữa thì tốt. Hiện nay hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh được đầu tư nâng cấp mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Tuy nhiên khu vực nông thôn có nhiều đường ngang, đường nhánh, che khuất tầm nhìn, thiếu hệ thống biển báo, cảnh báo nguy hiểm tại những đoạn đường giao nhau, tiếp giáp với quốc lộ, đường tỉnh. Tình trạng họp chợ, dựng xe, phơi nông sản, lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông vẫn còn xảy ra phổ biến. Bên cạnh đó, một số tuyến đường thì tình trạng xuống cấp, hư hỏng, sụt lún, tạo thành những ổ voi, ổ gà, gây nguy hiểm không ít cho người tham gia giao thông. Hạ tầng giao thông ở nông thôn chưa đảm bảo, số lượng xe máy ở các vùng nông thôn tăng nhanh. Trong khi đó, nhận thức và cả ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông ở nông thôn còn hạn chế, đã khiến cho tình hình trật tự an toàn giao thông ở địa bàn nông thôn diễn biến theo một chiều hướng phức tạp. Tại các tỉnh lộ, trên các đường liên huyện, liên xã, người tham gia giao thông vô tư, phớt lờ các quy định về đội nón bảo hiểm hay chở người vượt quá quy định. Xe ô tô, xe đạp, xe công nông, xe tự chế, nhiều phương tiện đã hết hạn sử dụng từ lâu, vẫn được người dân tận dụng. Hiện nay, công tác kiểm tra kiểm soát chỉ mới tập trung ở những điểm nóng, điểm đen về tai nạn giao thông trên các tuyến đường chính, chưa quan tâm nhiều đến khu vực nông thôn mà tai nạn giao thông có thể xảy ra trên bất cứ tuyến đường nào. Còn nhiều hạn chế xoay quanh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các địa bàn nông thôn, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước phải được tăng cường nhiều hơn nữa, từ việc đầu tư hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông, tuyên truyền luật giao thông, tuần tra kiểm soát. Trong đó, việc tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông cho người dân khu vực nông thôn là yếu tố quan trọng, góp phần đẩy lùi vi phạm, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông khu vực nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.